Chúng mày lên đi. Mua máy vừa hả? Tôi con mày mua máy hả? Mày không thích tao đang chọc con, mày thích tao đem gì? Được. Đi cho khách chơi đi. Nhà mày cũng có nhà, cũng có nhà. Úi trời, này rồi, nào xuống uống nước đi nào. Rồi, trời, ừ. Nào đấy, đi tắm em. Tôi đi, thoải mái đi, cứ lùi đi, không phải lo đâu. Đằng sau quan trọng lắm, cứ lùi đi. Nào. Rồi. Một pha thể hiện đánh lừa toàn bộ các dân chơi ở đây. Và sự ngu người tiếp theo. Đây làm gì đây? Đấy, thấy chưa? Anh chung là gặp mỏi rồi. Sao mới thể ngã được? Chắc là chưa tới giờ. Nà, con gái nhìn cái kia đây, nhìn bố thế đây. Xem độ ngu người bố tới đâu. Đấy. Tôi có mỗi cái cầu trượt bông làm hỏng hết của tôi rồi. Ủa gì này? Sao lại một đôi bạn trẻ lại rủ nhau tắm ao, à, tắm ấy này, tắm ruộng này. Đi lại đi. À đây có cái khách sạn nào gần đây không? Khách sạn làm gì? Khách sạn làm gì anh? Tắm thôi. Tắm thôi không làm gì đúng không anh? Đúng rồi, người ta tìm khách sạn để thay quần áo thôi chứ ai làm gì đâu đúng không? Được rồi, đúng không? Ô cái này lý do này hợp lý này. Và tiếp theo đây, hãy cùng đến với phần thể hiện của một em gái. Đấy, bố mẹ vắng nhà đúng không? Nào, ra đây, để chị thể hiện cho mà xem này. Ôi. Thì nào xe vừa mua xong mà đã thể hiện khả năng bốc đầu này. Ui dồi, long chưa, bung chưa? Chưa, chưa vấn đề gì. Này về sau bố mẹ mở tết đít. Alo. Bảo gì hả? Đang ở chưa đường, đang ở chưa đường, sao? Xem được ngày chưa? À xem được ngày rồi á. Thì mua sẵn quan tài đi nha. Mua sẵn quan tài rồi bảo thầy giúp xem giờ cho đẹp đi. Chị về phóng vào là vừa nha. Đang đứng dưới đường rồi, đang chờ đây để chuẩn bị. Có giờ đẹp phát là đi luôn. Rất tự nhiên mà. Đứng giữa đường để nghe điện thoại luôn. Đúng là phụ nữ nhiều khi không hiểu cái gì ông đồng. Sau này hãy cùng đến với bộ môn nhìn phát chết luôn. Hãy chỉ một pha chớp mắt thôi nhưng đối thủ đã phải ngã gục. Đấy. Rồi thả môi rồi. Gì đây? Ồ con gì này? Rồi. Lùi đi mà cả môi, lùi đi. Rồi, xem bên này đi. Rồi. Ui, cái nào đây? Ui, ăn đi, xem đi. Ăn một con đuông dừa được mấy trăm nghìn đến kia mà không dám ăn à? Ui, nhả đi. Rồi. Ui, trời. Nóng đấy, nóng quá. Hãy cùng đến với một sự lầm lì của một người đàn ông. Rồi. Ui trời. Mẹ thằng già này đó. Đấy, không thèm nhìn lại nhờ. Mày muốn chết con mẹ. Mày đi mua chó đi. À mày. Chửi nhưng mà đúng. Lần sau cho nó khôn ra được tí nào thì khôn. Đi đường thế thì có hại người rồi. Nào, mắt chỗ đây. Đến giờ của anh rồi. Hãy. Hãy. Ôi trời. Ngu mày đặc thế. Ô, thế nào đấy? Mẹ, hơi lặn đi không sao? Ít chè. Ố, mẹ. Ôi, đây đúng cười rồi nha. Hãy cùng đến với công nghệ tự động lái ở Việt Nam. Wow, xoay. Gì đây? Như vậy là một chiếc xe máy không người lái, đúng không ạ? Lao với tốc độ rất nhanh.
không biết nó đi điều đâu. À đây, tông thẳng vào một quầy bán hoa. Không biết là xe của siêu nhân nào, chắc lại là một ninja báo thù nào đó. Sau đây hãy cùng gặp gỡ với lại dân chơi nguy hiểm nhất ở phần 146. Này ơi, trời ơi, xăm trổ cẩn thận chưa? Thích gì? Đấy, đúng không? 2 giờ đêm đèo người yêu ra chặn đầu container. Ôi, sao đây? Hờn dỗi à? Ôi, đừng đùa rồi chưa? Đừng để anh phải nóng lên nha. Đấy. Hết sức bình tĩnh, tình huống như này bác tài chúng ta phải hết sức bình tĩnh nhờ. Bây giờ cái máu nó đang trong người, máu sĩ đang trong người mà có chuyện gì phát là rất là nguy hiểm. Thật may mọi chuyện đã trôi qua khi mà thanh niên đã không phát hỏa. Và để ủng hộ cho những video mới từ Tiền Việt, các bạn đừng quên đăng ký kênh Tin Việt, kênh Nhị Đọc Suy Nghĩ Động Vật và kênh Tô Tin Tức nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.